cái mưa lạnh thì bà con có thể đi ra đường mà xem hoa và mua được vì thời tiết lạnh mọi người. Đây là khúc đoạn chở hoa tại ngay bồng bên giữa giao nhau đường Lê Ngô Cạc và đường Tâm Thai. Xe quốc còn xe đây này. Đoạn này cũng có học chờ đó mọi người. Đây người ta hay gọi là chờ ngay đàn năm giao được cũng được quay bảng hoa phục vụ những ngày Tết cho bà con. Cái mũi đang xanh đang đỏ và ngã ba đi lên đường Minh Mạng và đi thẳng thì lên Ngô Cạc. Mong cho bà con bán chất được trong những ngày Tết yên bình ẩm no. Những chậu mai thì có thể sang năm, chứ còn những chậu hoa cúc với lại những chậu hoa thường thì không thể để lâu, mà lấy về rồi thì bao nhiêu vốn để có đỏ rồi đó mọi người. Một vườn hoa cũng mới bắt đầu, mới ra khai trương bản đó mọi người. Nhiều người thắp hương để cầu xin cho may bản cho đất. Ngày cuối năm rồi, giờ hết ngày rồi, có 2 ngày nữa thôi cho bà con buôn bán để kiếm vài đồng về ăn Tết. Hy vọng trời tạnh mưa buổi đêm, vì thông thường người ta chiều và tối thì đi thăm chợ hoa thì dễ dàng hơn. Ngày hôm nay thì tự nhiên mưa sớm quá, mưa hồi đêm 7 thì cũng mưa cũng muộn, nhưng mà có đỡ hơn là ngày hôm nay. Ngày hôm nay mưa sớm quá mọi người, 4 giờ chiều đã mưa rồi, thời tiết thì lạnh. Và thì một năm không được xuống xe thì cứ như vậy thôi. 30 chưa phải là Tết, hy vọng bà con còn đến 30 và đến mai nữa, đến 29 nữa để bao nhiêu là cho đi hết để về ăn Tết của gia đình. Đây là tại khu vực Trường An, nhiều người bày hoa trải bảng rất là nhiều đây.
chuối, trái cây trên các khu chợ Trường An đây mọi người. Lâu lắm rồi mình ghé Trường An, còn dịp là cuối năm ngày 28 Tết, chúng tôi chạy ngang các tuyến đường ở Trường An để quay các khu chợ để cho mọi người được thăm nha. Bà con bán buôn đây rất là nhiều đủ thứ trái cây, dưa hấu, chuối, bông hoa cúng á, hoa cúc, cam quýt rất là nhiều tại khu này. Đây khu vực này là như chờ cho vì là em vui đi chỉ đi quay thôi chứ quên hành trình là phải đi lên đến chờ mô, cho nên là đi đến đâu thì quay đến đó để cập nhật cho mọi người biết. À đúng rồi, đây là nằm tại phường Trường An, đây học chờ rất là đông và dài trên các tuyến đường đi đường Trần Anh Tông đủ thứ. À trời mưa, camera lại mờ rồi. Do là trời mưa to cho nên là camera có thể hơi mờ mọi người. Ngày đi mà đi thì mờ cũng được mờ răng luôn, thế cũng xử lý được vì trời mưa. À, thời gian thì cần kề để cập nhật cho bà con. À, rất là nhiều hoa, nhiều đồ giấy ảo, học chờ rất là đông khu vực chợ hai bên đường, trên các tuyến đường lúc khu vực này trung tâm chợ là cổng chờ là phía đây, đây là phía cổng chờ mọi người đi hồi đi lạc chờ Trường An. À, tại đường chế Lăng Tiên. À, rồi lâu lắm đó nó ghé chờ Trường An, mọi người thăm khu vực quán chờ chúng ta buôn bán tấp nập trong những ngày giáp Tết. Rồi nó còn là phá bụng mặt đường. Đường bên đi thì người ta ít học chờ hơn thì học bên kia. Đây là 6 khu A, khu B đó mọi người. Rồi như vậy là một buổi chiều 28 Tết thì em vui cùng đi quay trong thời tiết mưa lầm tại thành phố Huế để cập nhật cho mọi người xem thêm một trong những khu chợ tại thành phố Huế. Và đây là chợ Trường An để mọi người có thể thăm và biết được bà con trong những ngày cuối năm. Rồi khi xem mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những vlog của Yên Vui cập nhật về thành phố Huế cũng như những vlog ẩm thực sau này Yên Vui sẽ ra để giới thiệu cho mọi người nha. Rồi, xin chào mọi người.